Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phần tin trong tỉnh có các tin chính. Phụ nữ xã Vĩnh Thịnh với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phần tin quốc tế có các tin chính. Liên Hợp Quốc đã hối thúc các bên đối địch tại Libya ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Chính quyền Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea sau khi các tháp cao thế truyền tải điện tại khu vực Kherson ở phía bắc Crimea phát nổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Xuất phát từ nhu cầu cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác 18,3 tỷ đồng cho 956 hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều chị em đã thoát nghèo, đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Một trong số đó là chị Kiều Thị Thể, thôn Khách Nhi Xuôi. Trước đây, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2013, hai vợ chồng chị bắt đầu chăn nuôi bò sữa. Gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng để mua bò giống và máy vắt sữa. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, đàn bò nhà chị cho thu 200 lít sữa. Bên cạnh đó, do nhu cầu thu mua sữa của bà con địa phương rất lớn, nên anh chị bàn nhau mở đại lý thu mua sữa. Hiện nay, gia đình anh chị là điểm trung chuyển thu mua sữa bò của công ty Vinamilk. Tính chung từ các nguồn thu nhập, trung bình mỗi năm gia đình chị Thể thu từ 600 đến 700 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 7 lao động. Nhờ đó gia đình có của ăn của để, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Là một hội viên phụ nữ thì gia đình tôi cũng bắt đầu nuôi bò sữa từ năm 2013 và giờ đang vắt là 10 con. Thì hiệu quả kinh tế nói chung là cũng cao hơn đi làm các việc khác. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những hội viên phụ nữ xã Vĩnh Thịnh đang vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Như hội viên Hà Thị Chi, thôn An Lão Xuôi cũng là một điển hình. Không chỉ giúp chồng trong công việc kinh doanh cát sỏi, tận dụng diện tích vườn đồi rộng, bà Chi quyết định phát triển chăn nuôi. Năm 2014, bà đầu tư 1,9 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại và mua trên 40 con lợn nái. Mô hình lợn sinh sản của bà Chi được bạn bè cũng như chị em phụ nữ trên địa bàn đến tham quan và học tập. Phong trào phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ mà được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rất là quan tâm bằng các cái giải pháp cụ thể, đó là hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách là 12 tỷ để giúp cho 936 hội viên được vay để phát triển kinh tế cũng như là cho các cháu học sinh sinh viên theo học. Và bên cạnh đó là chị em thành lập các cái nhóm phụ nữ tiết kiệm, các câu lạc bộ để giúp cho các chị em thiếu vốn sản xuất vay. Những cách làm hay, cách làm sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thịnh đã góp phần giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Công ty Honda Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần Bright Group Bình Xuyên, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho công nhân lao động. Tại buổi tập huấn, gần 300 công nhân của công ty cổ phần Bright Group được các thành viên trong công ty Honda Việt Nam tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về cách lái xe an toàn, kỹ năng khi tham gia giao thông, cách đội mũ bảo hiểm, đúng cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, tham gia các trò chơi đuổi hình bắt chữ với chủ đề an toàn giao thông, thực hành các thao tác, tình huống giả định khi tham gia giao thông trên máy tập lái xe, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông, đào tạo thực hành lái xe an toàn qua các phần thi như phanh khẩn cấp, thăng bằng trên ván hẹp, cua vòng an toàn và phần thi khảo sát kiến thức an toàn giao thông. Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa công ty Honda Việt Nam và Ban An toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm Ngày vì người nghèo năm 2015, mới đây Chi đoàn Phòng Tham mưu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tổ chức tặng quà cho những gia đình khó khăn ở thôn Đông Giang, xã Quang Yên, huyện Sông Lô.
thôn Đông Giang, xã Quang Yên có 126 hộ gia đình cùng sinh sống, trong đó có khoảng 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, chi đoàn phòng tham mưu, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã hỗ trợ 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 2 bộ quần áo mùa đông. Đặc biệt, chi đoàn đã hỗ trợ thêm cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những khó khăn đối với cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích vì nước quên thân, vì dân phục vụ của đoàn viên thanh niên cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh. Qua đó đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó với quần chúng nhân dân, để lại ấn tượng và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong lòng người dân. Thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có nhiều thay đổi, bước đầu làm hài lòng người bệnh. Thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, của Bộ Y tế và Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai và quán triệt nội dung của kế hoạch đến 100% các khoa phòng và cán bộ công chức viên chức, người lao động trong bệnh viện. Các nội dung của kế hoạch được Ban Giám đốc Bệnh viện yêu cầu phải được thực hiện và duy trì thành nề nếp thường xuyên liên tục, giao tổ chức công đoàn thường xuyên kiểm tra giám sát. Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, bệnh viện đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại các phòng khám phù hợp. Để người bệnh không phải chờ đợi lâu, bệnh viện đã triển khai hệ thống cấp số khám bệnh tự động. Với việc đưa hệ thống khám cấp số tự động này, người dân khi đến khám bệnh, thay vì phải chen lấn như trước, họ sẽ được nhân viên y tế của bệnh viện hướng dẫn ngay tại phòng khám để đăng ký lấy số theo đúng thứ tự, giúp cho việc khám bệnh của người dân được nhanh hơn, thuận tiện hơn. Ngoài ra, các khoa phòng của bệnh viện đã xây dựng được phong cách thái độ phục vụ người bệnh văn minh thân thiện, không có tiêu cực. Đặc biệt, đối với đội ngũ điều dưỡng viên, những người thường xuyên phải gần gũi để chăm sóc người bệnh, họ đã cơ bản thay đổi được rất nhiều về thái độ, tinh thần phục vụ người bệnh. Khi người bệnh vào có những hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn, là người ta ốm đau, bệnh tật. Vì vậy, là một người cán bộ thì chúng tôi luôn giúp đỡ và quan tâm tới người bệnh bằng cách là ân cần, giúp đỡ và chia sẻ sâu sắc tới người bệnh để người bệnh được khám chữa bệnh một cách nhanh nhất mà mong sao cho người bệnh là nhanh chóng để khỏi và ra viện. Sau hơn 2 tháng triển khai kế hoạch, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kết quả cho thấy kế hoạch đã phát huy được hiệu quả. Phong cách thái độ ứng xử phục vụ người bệnh của cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua chính đánh giá của các bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện. Thực tế đã có rất nhiều thư khen của bệnh nhân được gửi đến lãnh đạo bệnh viện qua hòm thư góp ý, qua đường dây nóng. Một chuyển biến rõ nét nhất đó là số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện luôn tăng cao. Có thời điểm một ngày, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân, mà trước kia thì thường xuyên duy trì ở 600 hoặc 700 bệnh nhân. Có thể nói, đây là tín hiệu vui đối với bệnh viện vì bước đầu đã tạo được lòng tin cho người bệnh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc đã hối thúc các bên đối địch tại Libya ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trong chuyến công du đầu tiên tới Libya, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya Martin Gobler đã hối thúc các bên đối địch tại đất nước đang chìm trong xung đột này ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ông Gobler cho biết đã kêu gọi giới lãnh đạo các bên đối địch nhất trí với kế hoạch hòa bình do người tiền nhiệm của ông là Bernardino León đề xuất trước đó nhằm tiến tới việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya. Kể từ tháng 8 năm 2014, quốc gia này tồn tại hai chính phủ song song. Chính quyền Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Crimea sau khi các tháp cao thế truyền tải điện tại khu vực Kherson ở phía bắc Crimea phát nổ, qua đó cắt nguồn cung điện cho gần 2 triệu người. Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng Nga cho biết hai đường dây tải điện từ Ukraine đã bị ảnh hưởng do sự cố này, khiến 1.896.000 người không có điện dùng. Mặc dù không nêu rõ nguyên nhân gây ra sự cố, nhưng Bộ Năng lượng Nga cho biết cùng với lệnh tình trạng khẩn cấp, các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp đã được triển khai, bao gồm cung cấp nhu yếu phẩm và 13 máy phát điện di động chạy bằng khí đốt đã sẵn sàng. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin hai tháp cao thế này đã bị các nhà hoạt động thuộc phong trào cánh hữu làm hư hại hôm 20 tháng 11, trước khi bị phát nổ đêm 21 tháng 11.
Nếu đúng như vậy thì vụ tấn công của các phần tử phản đối Nga sắp nhập Crimea sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Người dân Ai Cập tiếp tục đi bỏ phiếu trong giai đoạn 2, cuộc bầu cử quốc hội được mong đợi từ lâu trong điều kiện an ninh được siết chặt. Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập, có hơn 28,2 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu, lựa chọn 282 nghị sĩ quốc hội trong cuộc bầu cử giai đoạn 2. Các cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra ở nhiều tỉnh có đông dân số, trong đó có thủ đô Cairo. Công tác đảm bảo an ninh cho cử tri và các điểm bỏ phiếu được chú trọng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ máy bay Nga bị nổ bom trên bầu trời bán đảo Sinai, Ai Cập và các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp và Mali. Khoảng 160.000 binh lính quân đội được triển khai để hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội giai đoạn 2 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 tại 13 tỉnh còn lại. Bầu cử quốc hội là chặng thứ 3 và cũng là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi giữa năm 2013. Ngày 22 tháng 11, cảnh sát Bỉ đã tiến hành bắt giữ 16 người trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố tại thủ đô Bruxelles. Tuy nhiên, tên Salah Abdeslam, kẻ tình nghi tham gia vụ đánh bom khủng bố tại Pháp ngày 13 tháng 11, không nằm trong số những người bị bắt trong đợt truy quét này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 11, Ủy viên Công tố Liên bang Bỉ Eric Van Der Sip cho biết, cảnh sát Bỉ đã mở 22 chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố tại thủ đô Bruxelles và thành phố Charleroi, 16 người đã bị bắt giữ. Cũng trong ngày 22 tháng 11, các bộ trưởng trong nội các và lãnh đạo nhiều khu vực của Bỉ đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để đánh giá, xem xét về mức cảnh báo an ninh ở mức cao nhất được thiết lập hôm 21 tháng 11. Sau khi các quan chức an ninh trình bày những phân tích về khả năng bị khủng bố đe dọa, Thủ tướng Bỉ Jacques Michel quyết định tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất về an ninh tại thủ đô Bruxelles. Theo đó, tất cả các trường học từ phổ thông tới đại học trên địa bàn thủ đô sẽ đóng cửa, hệ thống tàu điện ngầm tiếp tục ngừng hoạt động, đồng thời cảnh báo khủng bố vẫn được duy trì ở mức 4. Ngày 23 tháng 11, một vụ nổ đã xảy ra tại ngôi đền Yasukuni ở Tokyo, Nhật Bản. Lính cứu hỏa đang điều tra các dấu vết của vụ nổ tìm thấy trên trần và tường một nhà tắm công cộng dành cho nam giới ở gần khu vực cổng phía nam của ngôi đền. Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và không có người bị thương trong vụ nổ trên. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều một đội chuyên xử lý bom tới hiện trường vụ nổ và đang tích cực điều tra với nghi vấn đây có thể là một vụ tấn công mang động cơ chính trị. Hơn 100 cảnh sát, lính cứu hỏa và những người quản lý đền Yasukuni đã có mặt gần hiện trường vụ nổ. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, nhiều người đang tới đền dự một ngày lễ của đạo Shinto. Đền Yasukuni thờ hơn 2 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền này thường xuyên gây tranh cãi ngoại giao khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền, do nhiều quốc gia láng giềng coi việc này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.